Cho nên nói về vô ngã. À, cũng như khi Bồ Tát Đức Phật nói cho Nguyên Kim Cang: Tứ Bồ Đề Nhược Bồ Tát, nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Này ông Tứ Bồ Đề, nếu Bồ Tát đi giáo hóa chúng sanh còn nằm trong tứ tướng là tướng người, tướng ta, tướng thọ giả, tướng chúng sanh thì không phải là Bồ Tát. Thì bây giờ có nhiều người cho rằng siêu minh tệ tức là cái vị Bồ Tát sống, cái vị Bồ Tát tại thế cho cuộc đời này, thì có đúng không quý vị? Chúng tôi thấy rằng đúng chứ không có sai quý vị. Kính thưa quý nhiên, thì thời gian gần đây thì trên cộng đồng mạng thì xôn xao về dư luận của sư Minh Tệ. Như vậy thì bà con quần chúng càng ngày là càng theo đông sư. Như vậy thì lấy thời gian đâu mà sư có thời gian tu tập, còn nhiên mà chia sẻ cho bà con được nghe chung. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo chủ đề sư Minh Tệ thì làm cho toàn thể cô bác anh chị em trên cộng đồng mạng hết sức là quan tâm, và cũng có nhiều cái sự chia sẻ bình luận. Có người thì cũng tán thán, có người thì cũng yêu mến, và có người đồng tình, nhưng mà cũng có một số là phản bác. Thì mình nghĩ rằng nó ngộ của bác em nó ngộ là sao quý vị? Thì mình thấy sư Minh Tệ là một cái người tu hạnh Đầu Đà, và ngài phát nguyện tu cái hạnh là tam y nhất bát, và cũng như ăn á, thì một buổi tức là không ăn qua 12 giờ, tức là không ăn quá ngọ. Khắc thực á, thì cũng không xin thức ăn qua ngày thứ hai. Ngủ thì nơi nghĩa trang Gò Mã, gốc cây Quan Vắng đó. Nhưng mà khi tất cả Phật tử cũng như toàn thể cô bác anh chị em biết đến, đi theo sư đó, thì bắt đầu là nó có một cái dư luận. Mà bây giờ cứ lướt lên TikTok, Facebook, YouTube đó, thì chúng ta lại bắt gặp cái hình ảnh là sư Minh Tệ. Nhưng mà cũng có một số nhà sư, và cũng như có một số nhận định cho rằng sư tu như vậy là nó không đúng với chánh pháp của Phật. Rồi nó tu như vậy là nó giống như là giả danh tu hình thức. Rồi bây giờ đây là một cái điều mà toàn thể cô bác cho chúng ta thắc mắc. Và những cái lượt bình nói là sư đi như vậy mà có nhiều Phật tử đi theo, cũng như đi từ sáng tới chiều như vậy đó, thì sư đâu có thời gian để mà hành đạo, rồi cái tâm ngày làm sao mà an được. Đây cũng là cái tâm lý chung, phải không toàn thể chị quý vị? Ai cũng nói là thôi bây giờ quý cô bác mình đừng có đi theo sư nữa đó, để cho sư là yên tĩnh tu hành. Nhưng mà hôm nay có dịp mình mới chia sẻ để mình tìm hiểu coi mình đi như vậy làm sư có động tâm, hay là mình đi như vậy thì sư có thời gian để hành đạo hay không. Xin thưa quý vị, bởi vì chữ hành đạo là gì, ở đây chúng ta cần phải nghiên cứu và tìm hiểu. Bởi vì sư Minh Tệ đó đã đi 6 năm rồi, chứ không phải là đi 1-2 ngày của bác chị em. Thì trước đó 6 năm sư chỉ đi một mình đó, cũng không có ai đi theo, và cũng không ít người biết tới. Thì sư cũng tự nhiên sư vẫn một mực đi khất thực, và cũng như là xin thức ăn mà không có xin tiền. Tới đâu tùy duyên thì ngủ tới đó, mà đa số là ngài chọn là nghĩa trang, nghĩa địa, hay là cái ngôi nhà quan, cái gốc cây, hay là cái chỗ vắng người. Và có đoạn đó, có chỗ thì ngài ngủ những cái chỗ núi non hang động vân vân. Thì hôm nay khi mà cái duyên, nhân duyên chín mùi, cái gì cũng là cái duyên nghe cô bác chị em. Bởi vì hãy có nhân tức là có quả. Trồng bông kiển giống chi hưởng nấy, địa ngục cũng tại tâm làm quấy. Về thiên đàng tâm ấy tạo ra, cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Bởi vì lực nhân quả không khi nào chặt. Gieo giống gì thì gặt quả ni, trồng từ bi kết trái từ bi, mà chỉ gieo mật ác là lên cây mật ác. Thì chính vì cái nhân thiện, cái nhân mà ngài tu nghĩ đến chúng sanh, cái nhân mà ngài tu rất là để quá duyên. Quá duyên là gì? Quá duyên tức là tạo nhân duyên, còn gọi là đi khất thực đó quý vị. Bởi vì khi xưa đó thì Đức Phật cùng tăng đoàn cũng đi đến từng nhà gõ cửa để gọi quá duyên, nhà Phật gọi là khất thực.
Để chi? Bởi vì chúng sanh đó nhiều khi lo làm ăn, rồi lo cuộc sống, rồi nhiều khi mình chạy theo danh, theo lợi, theo tình, mình quên cái đạo tâm của mình, mình quên cái căn duyên, cái phước đức, cái Phật chủng của mình đã có sẵn. Thì bây giờ chư Phật cùng với tất cả vị tỳ kheo đi đến nhà để nhắc nhở, để mình phát khởi cái thiện tâm, mình phát khởi cái thiện tâm. Cho nên như vậy mà trong cái tăng đoàn nhà Phật có cái giới lực, tức là chiếc áo cà sa, chiếc áo cà sa còn gọi là cái y bá nạp, mà còn gọi là phấn tạo đó, tức là bằng cái những cái miếng giải dụng lụm ở gian đường, hay là những cái nghĩa trang người ta là bỏ rồi kết lại thành cái áo cà sa, hay gọi là còn gọi là cái y áo. Mà nói cho đủ á, nhà Phật gọi là phước điền y đó quý vị. Thì quý vị có thấy là cái y cà sa của người Tam Tạng đúng không? Đó, đặc biệt là của Bồ Tát Quan Thế Âm xuống, tức là biếu tặng, thì cái y cà sa này tức là gặp lửa không cháy. Nó màu nhiệm chứ quý vị. Và bây giờ cũng như cái hình ảnh mà sư Minh Đại đó, y được đạo hành nhiều cái miếng giải này còn gọi là phước điền tự. Phước điền là gì? Phước điền còn gọi là cái ruộng phước điền, nhiều cái miếng giải kết hợp lại miếng vuông, miếng tự, là miếng cái nhựa đó xéo ngang ngang, thì có gì thấy là xa xa đó, mà nhìn thấy cái miếng ruộng có phải là nhiều ô vuông không? Đó gọi là phước điền tự, tức là phước điền để chi? Để tạo cái duyên với tất cả chúng sanh. Vậy từ hôm nay do cái duyên đó mà tất cả Phật tử, cô bác chị em thấy được cái hình bóng của sư Minh Tệ đi khất thực, làm cho người ta có cái sự cảm xúc. Cảm xúc ở đây còn gọi là nhận thì hạ quân này, mà có một cái vị sư tu hành với cái sự buông bỏ. Buông bỏ là gì? Tức là không tham mến về vật chất tiền bạc, mà chỉ có tam y nhất bác, mà lại tu với cái tu là khổ hạnh, sống những cái nơi mà người ta không dám tới, do cái tình cảm, và ít có thấy cái bực chân tu như vậy, cho nên người ta mới mến, người ta đi theo. Thì bây giờ hễ tới Thanh Hóa thì Phật tử Thanh Hóa nguyện đi theo với sư, đến xã nào thì Phật tử ở xã đó là bắt đầu đồng tình đi với sư một ngày. Nhưng mà đặc biệt là ngày chỉ ngủ nơi đó xong rồi ngày đi tiếp, chứ ngày không dừng ở đó luôn. Cho dù ở đó rất là nhiều người mến, rất là nhiều người muốn sư ở đó để thuyết giảng hay là để cúng dường, để giao duyên, nhưng mà từ xưa tới giờ thì sư chỉ tình nguyện là cứ đi tiếp, đi mãi, ngủ chỗ này rồi đến chỗ khác, cho nên tới Thanh Hóa xong bây giờ tới Nghệ An. Thì bây giờ Phật tử Nghệ An thương tình thì đồng tình đi theo, nhưng mà cái sự đi theo đó càng ngày nó càng đông, phải không quý vị? Và bây giờ khi mà sư dừng nghỉ bữa trưa thì Phật tử cũng cùng với sư rất là đông để cúng dường cho sư, nào là nước, nào là thức ăn vân vân. Hãy buổi chiều sư ngủ đâu thì Phật tử cũng đến đó. Bây giờ lại có một cái chuyện rất là đặc biệt mà phải nói là hy hữu, chưa bao giờ xảy ra trong vấn đề tu hành của nhà Phật còn gọi là Phật tử. Là sao quý vị? Bây giờ vừa rồi sư ngủ một cái chỗ là cây xăng bỏ quan, thì bây giờ Phật tử thấy như vậy, để có cái năng lượng, có cái từ trường, có cái đức độ, cũng như là cái đạo hạnh của sư đó, thì bây giờ Phật tử mới tình nguyện là cái đêm đó đồng tu luôn. Nó hay vô cùng quý vị. Rồi bây giờ có nhiều người nói quý vị làm như vậy thì làm cho sư bận tâm, tức là sư không có thanh tịnh được. Xin thưa quý vị, ở đây chữ thanh tịnh là gì? Chữ thanh là trong sạch, chữ tịnh là vắng lặng. Vậy thì thanh tịnh vắng lặng ở đây là từ bước đi, từ hơi thở, chứ không phải là chỗ vắng người nghe quý vị. Nhớ kỹ, khi mà cái người tu đó cư trần bất nhiễm là người thánh lãng tục, đừng mê chứng bậc hiền. Bởi vì cái sự học đạo của sư Minh Tệ đó, ngài nói là ngài tình nguyện đi khắc thực chỉ có tam y nhất bát, và cũng như là sống nơi nghĩa địa, gốc cây, nhà quan, chỗ vắng người,
là để tập tu, còn gọi là học tu. Thì học tu là gì? Tức là ngài phải tiếp xúc với tất cả mọi người. Thì trong mọi người đó có những người thánh thiện, nhưng mà có những người cũng sân si, có những người cũng ích kỷ. Giống như rồi ngày ngủ cái nơi nghĩa trang đó thì người ta đuổi, không cho ngủ. Bây giờ người ta đã là nghĩa trang là cái nơi mà người ta không muốn đến, quý vị. Mà bây giờ ngài đến đó để ngủ, nhưng mà ở địa phương người ta không cho, ta đuổi đi. Thôi bây giờ đuổi đi thì ngài đi. Cái hay ở chỗ là nếu ngài dừng nơi đó, ngài ngủ qua đêm nơi đó, đồng tình quan hỷ thì ngài dừng chân. Mà nơi đó nếu không cho hay là phản ảnh thì ngài tìm nơi khác. Đây là cái hạnh hỷ xả của người tu nghe quý vị. Tức là không phiền não nghe, và cũng không có trách phiền hay là không cần phải biện minh bất cứ gì hết. Cho nên chỗ này nhà Phật gọi là tùy duyên. Vậy thì hôm nay Phật tử càng đi theo thì cái đức độ của sư nó càng cao thêm. Và cái tâm của ngài, quý vị có nhìn thấy là gần đây cái gương mặt của ngài có phải là lúc nào cũng tươi cười không quý vị? Quý vị theo dõi gần đây thì quý vị thấy là tuy là sư đi trong nắng hang, rồi trong mưa, nhưng mà bây giờ cái gương mặt của sư rất là tươi cười. Tươi cười ở đây tức là cái tâm nó sanh ra cái hỷ lạc. Khi mình tu mà được nhiều người đồng tình hưởng ứng và cũng như là quan hỷ. Ở đây những người đi theo sư không có nghĩa là đi chọn đời hay là đi ba miền Nam Trung Bắc, mà chỉ gọi là gieo duyên một đoạn đường. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều này rất là nên nghe cô bác chị em, rất là nên. Cho nên bây giờ sư đi đến đâu đó thì Phật tử địa phương thấy được thì bây giờ là một là không đi theo được thì đảnh lễ đó, tức là lại sư để gieo cái duyên. Nhưng mà xin thưa quý vị, nói đến cái chỗ lại này đó, thì trước đây sư Minh Tuệ có nhiều lần nói với Phật tử là gặp sư chỉ phát tay chào là đủ rồi nha, chứ sư không có kêu lại. Nhưng mà vì cái sự mến thương, vì cái sự kính trọng cái bậc chân tu với cái hạnh là buông bỏ, không còn tham mến thế gian, cái điều này nó hơn mình gấp trăm ngàn tỷ lần quý vị, và có thể nói là hơn các nhà sư hiện tại bây giờ luôn. Bởi vì nếu mà xét về nội tâm, xét về cái đời của mình đó, thì mình còn tham, mình còn mến nhiều thứ lắm, mình chưa được với sư đâu. Cho nên chính vì thế mà cái lại này là vì mình kính trọng cái bậc chơn tu, cái bậc tức là có cái hạnh buông bỏ, cái những buông bỏ mà ngài tình nguyện tu theo chánh pháp của Phật để làm cái gương. Cái gương thứ nhất là nói thẳng luôn là nếu ai các nhà sư nào mà tu chưa được hành như vậy thì cũng phải gắng tập buông bỏ. Chữ buông bỏ ở đây tức là không có nghĩa là không có cái gì, mà chúng ta có là để phục vụ chúng sanh. Đừng có lấy cái đó làm cái đời tư, làm cá nhân. Nếu như vậy thì mình chạy thì chắc gút cuộc mình với chúng sanh chỉ có một thôi. Mà mình nói là mình xuất gia đầu tròn áo vuông, xuất phiền não gia, xuất đó là thế tục gia, rồi xuất tam giới gia. Thì bây giờ sư Minh Tuệ tức là đã làm được hạnh đó, cho nên được trong nước ngoài nước Phật tử ba miền Nam Trung Bắc và cộng đồng mạng tán thán. Nhưng mà đôi khi đó quý vị, nó ngộ lắm, cũng vì cái sự tu của sư Minh Tuệ xuất hiện, cái điều trước đây ít ai làm được thì bây giờ có một số nhà sư phê bình, phản bác, bôi nhọ đó. Có phải không, cái lời Phước Kiều nói có không quý vị? Có nghe. Nhưng mà thôi giờ mình miễn nói tên. Nhưng mà ở đây mình đi thẳng về vấn đề mà Phật tử đi theo như vậy thì nếu đóng cái vai của sư Minh Tuệ hay là bản thân mình là cái nhà đang tu thì nó không có bị phiền não quý vị. Chứ phiền não ở đây là chúng ta còn tham, còn mong cầu người ta bái lại. Nhưng mà sư Minh Tuệ đó, từ trước tới giờ thì ngài nói một câu thế này là rất là hay, một câu triết lý này đó: cái gì mà thấy an lạc thấy vui thì cứ làm. Như vậy thì cái vui này liệu chúng tạo cái quý vị? Bởi vì đó là thiên hạ đua nhau đó là nói khổ vui, thiên hạ đua nhau nói khổ vui, biết sao gần khổ, biết sao vui. Vui trong tham dục, vui rồi khổ, mà vui để tu hành khổ mới vui. Tức là cái vui của ngài Minh Tuệ đó, nếu biết có khổ thì có vui, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Vui trong tham dục, vui rồi khổ, mà vui để tu hành khổ mới vui. Vậy thì cái vui này gọi là an lạc. Như vậy thì sư Minh Tuệ
Có nhiều người nói cái tu cái hạnh như sư Minh Tuệ đó là không có độ được ai, chỉ tu được ở mình thôi, thì cái này sai. Phan, cái này sai hoàn toàn. Vậy thì hôm nay quý vị mình thấy chứng kiến là sư Minh Tuệ đã độ rất nhiều người. Những người đi theo sư là sư đã độ rồi đó. Bản thân chúng tôi nè còn phải học cái hạnh của sư Minh Tuệ. Học là học cái gì quý vị? Thứ nhất là ngài sống những cái nơi quan giả cũng như là Gò Mã nghĩa địa, mà quý vị giống như cái đêm vừa rồi ngủ giữa ngoài trời, nếu mà giữa đêm mưa đó thì sao? Thì chấp nhận chịu, nhưng mà bây giờ mình so sánh bản thân mình làm được gì hay không, cho nên lấy làm hổ thẹn, cho nên mình phải cần tinh tấn hành đạo thêm. Cái thứ hai, cái hạnh của sư là không buông bỏ mà ngài cảm thấy vui. Thì có nhiều người nói tại sao mà sư nghĩ thế nào mà sư tu cái hạnh tức là tam y nhất bát và sống những cái nơi tức là nghĩa địa, nghĩa trang, là Gò Mã vân vân. Thì sư nói là trước đây sư cũng có đi làm, sư cũng kiếm tiền, tức là cũng có tiền như mọi người. Được biết là cái trình độ văn hóa của sư có không phải là vừa nghe quý vị. Có lẽ là qua lớp 12 qua sư phạm, bởi vì nếu thi vào cán bộ mà làm địa chính của huyện đó thì cũng phải có bằng cấp. Vậy thì làm có lương có tiền đó, nhưng mà sư thấy là tuy là có công chức, tuy là có tiền, nhưng mà trong lòng thấy không có vui. Bởi vì sư nói là cho dù mình có tiền nhưng mà rốt cuộc rồi cũng chết. Bởi vì xưa nay rất là nhiều người dù đó là vua hay là quan, danh cao chổi dầu quanh quanh liệt liệt nè, Đằng Thủy Hoàng hay Chủ Kiệt còn chi sở Bá Dương Tào Tháo có ra gì, vô thường đến cũng co đầu gúc cổ và mạnh như quân bá hàng tính ngu tục chỗ. Hở ngày nay các mấy còn đâu, giàu thạch sùng Dương Khải mấy ai bị, khi nhắm mắt cũng lấy gì thế đặng, cái thăng thì như tắt bóng chiều, phải không quý vị? Như chùm bọt nước mà phập phiều ngoài khơ. Còn bây giờ xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, bây giờ còn đâu, sang mà đến bực công hầu, giàu mà đến bực tế lâu thạch sùng, nghèo đói khát lạnh lùng khổ mà tóc trái da phòng chẳng ai thì phù du sớm nở bực mai. Đó, giàu sang cũng chết, rồi sạc xài cũng giống, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dạ dục cũng chung một gò, tức là gan cái trang hết kia địa hết. Thì cuộc đời nhiều nỗi gây go, mau mau nhẹ bước qua đò sân mê, cuộc đời nên chán nên chê, tầm nơi chánh giác mà về mới ngoan. Vậy thì siêu Minh Tuệ tìm cái con đường đó là chân lý, cái niềm vui bất diệt của gì à, biết khôn tìm kiếm ma ha một câu lục tự mà nhà nhà bình an. Bởi vì chim khôn thì uống nước trong, mà người khôn mau sớm rửa lòng bận nhơ, để ma bệnh theo hờ bén gót, thằng chích kia ôm hót bên mình, đạo lành sao lại chẳng tin. Bây giờ giàu cho thông thái cũng nhìn gốc xưa, cho dù mình học cao hiểu rộng nhưng mà mình phải nhìn cái gốc xưa là gì. Bởi vì giống xưa tiên cảnh tuyệt vời, ngày nay đã lạc đạo đời giúp nhơ. Cho nên giàu cho thông thái cũng nhìn gốc xưa, nở đâu lại dày bừa đồng lội, cũng gốc ngày thượng đế xuống trần, hoài đầu nghe tiếng chuông nhăn trở về nơi cũ. Đầu tiên tức là trở về tâm, thấy chưa, mình chiên lo niệm Phật sửa mình cho chân, hay là nhàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm Phật cũ ngày xưa, hãy gắn tầm, tức là ngài trở về tâm. Ngài thấy rằng khi mà ngài trở về con đường chánh pháp của Phật và đi tu, bản thân không có tài sản, không có vật chất, chỉ có tam y nhất bát, và cũng không có chùa, không có nhà, mà ngài thấy rất là an lạc. Vậy thì có thấy an lạc này là gì quý vị? Tức là đạo, còn gọi là cái chân lý của Phật đó quý vị. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình có nhiều thì mình mới thấy vui, nhưng bây giờ hỏi kỹ lại đó, hôm nay nếu mà mình ngồi suy nghĩ kỹ lại đó, thấy nhiều đó, có nhiều nó phiền quý vị ơi, có nhiều nó phiền lắm. Bởi vì có đó thì mình bảo thủ gìn giữ, gũi mắt đi thì sanh sự gầu buồn trong lòng, phải tham là vốn của nguồn khổ chăng. Bây giờ cái chỗ mình tham, mình có những thứ mình mộng mơ chịu quá được, tâm trí mình nó bị tâm tối, cho nên khi nằm ngủ cái mình gác tay lên trán, cái đầu mình suy nghĩ mình lo nha, ngày mơ ngày lo với những đêm mơ, bằng ngày thì lo, bằng đêm thì nằm mơ, rồi đêm mơ với những ngày tơ tưởng hoài, từ xưa cho đến ngày nay chưa từng tỉnh được một giây phút nào, phải không quý vị?
đó. Cho nên như vậy mà chúng ta lo hoài, lo mãi, nhưng mà rốt cuộc rồi đó là sao quý vị? Không xong. Rốt cuộc rồi nhắm mắt cũng nắm hai tay đâu, đem tiền của, đem gài hầu non, chỉ có tội phước ở còn. Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều tiên cảnh lên gài, mà tội nhiều xa đọ nhiều ngày thảm thê. Chừng ấy mới biết chỉnh gây ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toan ngày nay sớm đến Phật đàn. Bây giờ tu cầu chư Phật mới cứu ăn linh hồn, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo mà giải khôn luân hồi. Đó, cho nên như vậy mà chúng ta lo rồi đó là chúng ta cứ chạy theo danh, theo lợi, theo tình. Rốt cuộc như vậy mà sư Minh Tệ đã đi con đường chánh pháp, và bây giờ đã đánh lên tiếng chuông, làm cho Phật tử, làm cho cô bác chị em cứ bằng thức tỉnh lên, mà rất là nhiều người đã thức tỉnh. Cho nên bây giờ có lẽ là từ đây về sau, cứ sư nghĩ đâu là bây giờ Phật tử đến đó để ngồi thiền, ngồi niệm Phật, và cũng như sư biến thành cái bãi đất trống thành một cái đạo tràng, biến thành một cái nghĩa trang thành một cái đạo tràng, biến thành một cái ngôi nhà quan thành một cái đạo tràng. Và bây giờ Phật tử đến quỳ đến lại cũng không cần có những cái manh chiếu hay là miếng cao su, mà lại với xi măng, lại với đất, mà dẫn lại rất là năm dốc gieo sắt đất, phải nói là quá thành tâm thành ý. Cho nên chỗ này gọi là Phật pháp, tức là thế gian pháp, tức là tất ngài biến tất cả nơi đâu, dù đó là cái bãi tha ma, dù đó là cái nghĩa trang. Cho nên nói thêm chút xíu nữa, tại sao ngài thích cái nghĩa trang quý vị? Không phải thích đâu. Cái nơi này là nghĩa trang, tức là cái nơi nhiều người chết, phải không quý vị? Là cái nơi âm khí rất là nặng, và cái nơi này cần những cái tiếng kinh kệ. Cho nên vậy mà thường thường đó, quý vị thấy ở chùa khi mà người ta chết hay gỡ cái hình đó, hay là gọi là gỡ cái vong đó vào chùa để nghe kinh, nghe tiếng kinh đó chi, để nương theo đó mà phát khởi cái thiện tâm, cũng như tu để không đọa vào tam đồ ác đạo. Thì bây giờ ngài chọn những cái nơi nghĩa trang đến để ngồi ngài là nhập định tham thiền tịnh tu. Phật tử đến đó thì ngài thuyết pháp, cho nên chỗ này ngài quá độ, gọi là Phật từ bi độ tử độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ái. Phật từ bi độ trong nhân vật là lực kinh giải rất tinh tường, cho nên chúng tôi thấy rất là hay. Vậy thì xin trả lời câu nói này là khi mà Phật tử đi theo, cô bác chị em theo, và có nhiều người theo quay phim chụp hình, nhưng mà sư vẫn thản nhiên. Bởi vì sư là sư mà Phật tử là Phật tử, chứ không phải Phật tử đi theo thì sư động tâm. Và đặc biệt là sư nói sư cũng không có nhận ai làm đệ tử, bởi vì sư nói sư chỉ là cái người đang học tu theo chánh pháp của Phật thôi. Cho nên bây giờ ai thích thì đi theo, mà đi không nổi thì cứ trở về. Vậy thì sư có thấy phiền gì không quý vị? Cũng như tới giờ thì sư thọ thực, tới giờ thì sư đi, tới giờ thì sư nghỉ. Cho nên từ bước chân, từ hơi thở, từ là tiếng nói, từ cử chỉ hành động, thì đều sống trong chánh pháp, sống trong chánh niệm. Đó, cho nên vì vậy mà không có cái gì trở ngại. Cho nên chúng ta cũng không cần nghĩ rằng có nhiều người, đông người thì làm cho bận tâm, hay là không có thời gian hành đạo. Bởi vì cái hành đạo là trong tứ tướng quay nghi, đi đứng nằm ngồi, cũng như vua Trần Nhân Tông ấy. Vua Trần Nhân Tông tức là cái vị mà tu chứng đắc cái dòng thiền đó, và khi ngài ngộ xong thì ngài nói lên bốn câu kệ là: trong đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, nhà mình có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Có nghĩa là trong đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, bây giờ nhà mình có báo, tức là trong tâm mình có Phật đó quý vị, đừng có tiền kiếm bên ngoài. Đối cảnh tức là đối với cảnh ở ngoài mà mình không có sanh tâm phân biệt, mình không có chạy theo, thì không cần hỏi tới thiền. Bởi vì ngoài không nhiễm cảnh là thiền, trong không loạn động tức là định. Chỗ này Đức Thầy cho biết là nội tâm cảnh thì tâm vô kỳ vật, tức là ở bên trong thì luôn sống trong ánh sáng, bởi chữ quang là sáng. Mà ngoại quan hình tức là chữ quang này là cảnh quan ở ngoài, bất chấp cái hình, tức là đừng có chạy theo. Giống như là nhạn quá trường không ảnh trầm hải thủy, nhạn vô di tích chi ý, ảnh vô lưu thủy chi tâm. Giữa chờ cánh nhạn dưới nước bóng chìm, nhạn không còn lưu lại dấu vết, thì nước không cần lưu lại bóng hình. Thì con nhạn là cái tâm mình, mà cái dòng sông tức là cái cảnh.
Khi con nhạn nó bay qua dòng sông thì cái bóng con nhạn nó in xuống dưới nước. Nhưng mà khi con nhạn nó bay qua rồi thì nhạn không còn lưu lại dấu vết, nước không lưu lại bóng hình. Sư ngủ ở đây xong thì chỉ là đêm nay, khi sư đi rồi thì sư không cần liên tiếc, không còn vọng động, không còn nhớ nhung, thì coi như là giống như bóng con nhạn in dưới nước. Khi nhạn không còn lưu lại dấu vết thì nước không cần lưu lại bóng hình. Hôm nay Đức Thầy cho biết là cư trần bất nhiễm là người thánh, lãng tục đừng mê chứng bậc hiền. Thì mình có cái gì để thắc mắc thêm không? Dạ thưa sư huynh, cũng như là người ta nói câu như thế này là có một người là bưng nồi cơm điện, mặc áo rách đi ngoài đường, gọi là thánh. Như vậy thì có xứng đáng hay không? Thì nói là những người đó, như những người người mát đó, đi ngoài đường như vậy đó mà cũng kêu là bậc thánh. Rồi hay. Rồi cái này cũng đang sốc trên cộng đồng mạng lắm nghe. Mà hôm nay thì Phước Nghiêm cũng như là bên Phật giáo Hòa Hảo thì mình thấy sao nói vậy? Mà mình gọi là Đức Thầy có dạy là đạo tu hành nó phải thì nghe, hay là bàn với luận đang coi chân lý, luận bàn chân lý cho mình. Bởi vì hôm nay thì mình làm cho nó sáng tỏ. Như thứ nhất, Đức dứt mọi việc chi về sự đời hay đạo đức ta phải suy xét cho minh lý. Chữ minh là gì quý vị? Chữ minh là sáng, chữ lý là lẽ, tức là mình làm cho sáng cái lẽ ra, sáng cái chân lý ra, chứ không phải nhận định một cách đó là biên kiến. Biên kiến tức là mình chỉ thấy một bên. Thứ hai là mình nhận định theo cái sự là sân si. Sân si là mình có cái thái độ gọi là nóng nảy, bôi nhọ. Cái thứ ba là mình tự cao, tức là trên thế gian này ngoài mình ra thì không ai hơn nữa. Cho nên vì vậy mà thấy người ta có cái sự tín ngưỡng hay là chạy theo tôn sùng thì bắt đầu là mình lại bôi nhọ và mình bắt đầu là công kích. Thì bây giờ nếu như một câu nói thế này, ai đó cầm cái nồi cơm điện rồi quấn cái y cách nát đi ngoài đường thì người ta cho rằng giúp, tức là bị ba trợn hả? Ba trợn, cái câu này nghe có hơi nặng ha. Như vậy thì bây giờ muốn biết ba trợn không là cũng tùy theo người nghe quý vị. Nhưng mà ở đây đó thì mình phải nói thẳng luôn, bây giờ là chủ đề là sư Minh Tệ, chứ ngoài sư Minh Tệ thì chưa thấy người nào ôm nồi cơm điện với mặt rách đi ngoài đường lang thang gì đâu. Cho nên đừng có nói bóng nói gió, nói thẳng luôn. Tại sao người ta kính sư Minh Tệ? Tại sao người ta chấp nhận quỳ lại giữa đường giữa xá vô là nghĩa trang nghĩa địa mà ta chẳng lại sư Minh Tệ? Rồi tại sao người ta lại cung kính? Bây giờ tới Nghệ An thì một số là Phật tử tình nguyện đi phía trước là quét đường. Nó hiện lên hình ảnh của Phật khi xưa nghe quý vị, nói tới ốc nổi gần mình rồi đó. Hồi xưa tăng đoàn của Phật đi đó có nhiều Phật tử kính trọng đi phía trước là tình nguyện quét đường, tức là gieo duyên đó để cho Thế Tôn đi ngang, bởi vì cái bước chân của Phật của Thế Tôn nó quý giá lắm. Thì hôm nay người ta quý trọng sư Minh Tệ giống như là một bậc chân tu, còn gọi là bậc thánh tăng cho đó. Chứ thánh là nó siêu việt hơn mình thôi, không có gì quý vị. Người ta có cái hạnh sống trong giới định huệ, sống trong thanh tịnh, sống với lòng từ bi, với cái sự kham nhẫn thì gọi là thánh tăng rồi. Thì bây giờ tại sao không, nếu một người thứ hai, thí dụ ai đó tự nhiên bưng cái nồi cơm điện quán cái y cách nát, chưa chắc gì ta lại đâu nghe quý vị. Cũng phải tùy theo cái người đó là cái đạo hạnh thế nào, cái sự tu ra sao, và cũng như cái đức độ thế nào. Vậy thì không phải một hai ngày xuất hiện mang cái nồi cơm điện quán cái y là được người ta đón nhận quỳ lại, mà đã 6 năm trường gồng gã cũng không cần ai biết tới, cũng không cần ai quỳ, không cần ai lại, mà chỉ phát nguyện là làm sao đến từng nơi từng nhà để quá duyên, xin đủ một bữa ăn, rồi bắt đầu đến cái nơi quan vắng để tham thiền nhập định tu hành. Cái gì nó cũng có nhân duyên, khi nhân duyên đến rồi người ta cảm thấy cái đức độ giống như nó tỏa sáng. Cho nên nhà Phật có một câu như này quý vị, một câu này đúng như cái hạnh sư của Minh Tệ. Hương thơm của loài hoa không bay ngược chiều gió, mà hương người đức hạnh bay ngược chiều gió muôn phương. Câu đạo đức bay mùi thơm lạ nè, muốn nếm thì phải gán siêu tầm. Vậy thì do cái đạo hạnh nó lan tỏa làm cho người ta kính trọng. Thì ở đây không có phải lầm màu, không phải là giả danh, không phải là thích làm cái gì đó lạ, nhưng mà ở đây là cái hạnh đầu đà có trong giáo lý nhà Phật.
Cho nên có nhiều người phản bác như cái ông sư kia ông nói, tu là phải có chùa, có ai mới cốc, chứ không phải tu mà lang thang như với là như sư Minh Tệ bây giờ. Tu như vậy là không đúng chính pháp. Ủa cái này ai quy định quý vị? Nếu người học đạo mà nói như vậy là mình chưa hiểu về nhà Phật rồi. Đức Phật ngài cũng không có quy định. Thứ hai là tùy duyên, tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ, mà đây cũng là trong cái giới lực nhà Phật đã có đưa từ đó, từ đã trên 2000 năm, đó là hạnh Đầu Đà. Ngài Ca Diếp đã tu cái hạnh này được Phật khen. Cũng như quý vị biết, thời kỳ của Đức Phật là có 10 vị đại đệ tử mà mỗi người được phong thành cái danh hiệu là đệ nhất. Đệ nhất ở đây trong đó là ngài Maha Ca Diếp là Đầu Đà đệ nhất, tức là hành đạo đệ nhất đó. Cái hành đạo đệ nhất ở đây là ngài sống rất là đơn giản, tam y nhất bát, y của ngài là y phấn tảo đó, lụm những cái miếng vải ngoài nghĩa trang, ngoài bên đường kết tự mai thành cái y. Chỉ có tam y nhất bát thôi nghe quý vị. Và chỉ thọ thực một buổi, không ăn quá 12 giờ mà không để thức ăn dư của ngày sau. Và sống gốc cây Gò Mã cũng như là cái nơi quan vắng mà chỉ nghỉ một đêm thôi, đêm thứ hai là giờ chỗ. Và cũng như ngài tu cái hạnh tức là cũng như là hành đạo, cho nên được là Đầu Đà để nhất. Mình nói đơn giản nó rõ thôi chứ 13 cái hạnh này. Rồi trong đó là ngài Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất. Nói về cái trí huệ đó thì không có ai bằng ngài Xá Lợi Phất hết. Cho nên sẵn đây mới kể câu chuyện ngài Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất. Một hôm nọ Đức Phật đi khất thực thì bỗng nhiên có một con chim bồ câu đó quý vị, là nó thấy Đức Phật nó bay vô cái y áo Đức Phật nó trốn. Tức là có một con chim diều hâu nó đuổi theo, thì con bồ câu nó sợ quá nó bay vô cái y của Phật nó trốn. Thì quý vị thấy là do Đức Phật có cái hạnh là từ bi mà các muôn thú á là không có khiếp sợ. Ở tu đó cái chỗ là chánh đẳng chánh giác vô thượng bồ đề, đoạn được là ham sân si, tức là nhân ngã, tự là tư hoặc kiến hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, đoạn như vậy thì cũng như là các muôn thú thấy Phật rồi là không còn sợ nữa. Cho nên khi mà con diều hâu nó bay đi rồi đó, thì lúc này đó con bồ câu nó bay đi, nhân đó có ngài Xá Lợi Phất và bên đây là A Nan đi chung. Thì Đức Phật mới hỏi ngài Xá Lợi Phất đó, ông là cái người trí huệ đệ nhất, hôm nay Thế Tôn hỏi ông đó, ông nhìn cái con bồ câu này đã bao nhiêu kiếp làm con bồ câu rồi, và bao nhiêu kiếp nữa thì nó mới được là đầu thai làm người. Quý vị muốn nghe câu chuyện này không quý vị? Rất là hay. Bởi vì tại sao có nhiều đệ tử mà Phật lại hỏi Xá Lợi Phất? Bởi vì cái trí huệ ngài Xá Lợi Phất nó thuộc đệ nhất, ngoài Phật ra thì cái người mà thứ nhì tức là Xá Lợi Phất nên gọi là đệ nhất trong chúng đệ tử. Thì ngài Xá Lợi Phất đó cho biết là con bồ câu này nè đã trải qua tức là 7 vạn kiếp làm cái bồ câu rồi. Quý vị nghe thấy khiếp sợ chưa quý vị? Đã 7 vạn kiếp làm con bồ câu rồi, còn 3 vạn kiếp nữa mới được đầu thai làm người. Như vậy thì quý vị ơi, một dạng tức là 10.000 thì 7 dạng kiếp tức là 70.000 kiếp, mà còn 30.000 kiếp của bồ câu nữa thì mới được đầu thai làm người. Cho nên vậy mà Đức Phật nhân lúc đó ngài mới cho biết là nhất khắc nan thân là dạng kiếp nan phục, có nghĩa là một khi mất thân người là khó mong kiếp lại. Cho nên nhà Phật nói là một khi để kiếp qua rồi muốn làm người lại thật là khó thai. Làm người được là may muôn thở, cũng là xưa do có nghiệp lành, bây giờ nếu biết tu hành tất là sẽ được trở thành Phật tiên. Đã sanh được làm người rất quý, thường được nghe giải chỉ tu hiền gần đường về Phật về tiên, không tu sao khó trở nên làm người, để sanh lạc vào nơi cầm thú. Không được nghe phiên nhủ lời lành, lại không được biết tu hành tất là chịu kiếp tử sanh hoài hoài nè, ví như sanh vào lòi sâu bọ. Chí quá cuồng thân lại nhỏ hơn, sớm sanh chiều lại mất, sắc thân câu chân lý không từng nghe được. Vậy thì nếu mình sanh vào cái loài bồ câu đó, trải qua sanh tử là tới 7 vạn kiếp, 70.000 lần kiếp như vậy, mà còn 30.000 lần kiếp nữa mới được phải làm người. Quý vị thấy chưa? Nhân câu chuyện này thì Đức Phật mới nhắc nhở chúng ta, thiên niên khiết thọ,
thiên niên, tức là thiết thọ đó là khai qua vị đó, ngàn năm cây sắt chỗ qua còn dễ đó nghe, một mai mất thân này là khó mong mà kiếm lại đó. Cho nên vậy mà cái trí huệ ngài Sa Lợi Phất là đệ nhất, Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Nói về thần thông diệu dụng thì không có ai qua là ngài Mục Kiền Liên hết, có thể là giờ non lấp biển, hồ phong quán võ quý vị. Rồi cái người thiết pháp đệ nhất là ai? Là Phú Lâu Na. Cái người mà nghị luận đệ nhất là ai? Là Ca Chiên Viên đó. Rồi bây giờ cái người giải không đệ nhất là Tu Bồ Đề. Cái người mà trì giới đệ nhất là U Ba Ly. 250 giới của Phật là ngài giữ không phạm cái giới nào hết. Cái người đa văn đệ nhất là A Nan Đà. Thiên nhãn đệ nhất là A Nan Lực đó. Ông A Nan Lực là tại sao được thiên nhãn? Bởi vì ông đang ngồi Đức Phật, ông đang ngồi nghe Phật thuyết pháp mà ông lại ngủ gục. Đức Phật vỡ một câu là ông tình nguyện phát nguyện từ ngày về sau là không ngủ nữa, hành đạo xuyên suốt, con mắt nó sưng lên luôn, mọi người khuyên nên ngủ lại mà không. Cái lời nguyện của ông đó là chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh mà chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh. Cho nên từ cái chỗ là phát nguyện đó là dưỡng chất như vậy, cho nên con mắt ông nó mù luôn. Mà khi mù tức là dục nhãn thì đổi lại là chứng thành thiên nhãn, là nhìn thấy xa rộng hơn mọi người, nên gọi là thiên nhãn đệ nhất đó. Rồi bây giờ cuối cùng là ông La Hầu La là mật hạnh đệ nhất trong tăng đoàn đó quý vị. Không ai bằng cái hạnh của ngài La Hầu La. Khi ngài bước đi đến đâu đó là các Phật tử phải cung kính đảnh lễ, tại vì cái hạnh của ngài nó giống như là nó còn hơn mọi người. Ngoài Phật ra thì không có ai bằng ông La Hầu La hết. Nhưng mà cuối cùng đó, cái người mà được trao y bát, được truyền chánh pháp là ai? Là Maha Ca Diếp làm sơ tổ. Gì không chọn ngài đó là Xá Lợi Phất, không chọn ngài Phú Lâu Na, không phải là Ca Chiên Viên, không phải là U Ba Ly, không phải là Tu Bồ Đề, mà lại chọn ông Ca Diếp Maha làm sơ tổ. Như vậy thì do ngài tu cái hạnh Đầu Đà. Vậy thì ngài Sư Minh Tệ là tu cái hạnh Đầu Đà, là cái hạnh của ngài Ca Diếp hồi xưa. Nhưng mà nó hay cái một chỗ này để quý vị, nó tuyệt vời cái chỗ là hôm nay ngài không phải đại diện cho khắc sĩ, không phải đại diện cho Nam Tông, không phải đại diện cho Bắc Tông, mà cũng không có đại diện cho sư, cho thầy gì hết. Tất cả ngài đều xưng là con. Và ngài nói là ngài chỉ là một công dân đất nước Việt Nam đi học theo cái chánh pháp của Phật, đang tập tu thôi. Cái đó là cái đức độ khiêm nhượng đó quý vị. Cái đó đó để tỏ vẻ rằng là ngài không thấy cái ta này. Đáng lý ngài vẫn nói là sư được chứ, vẫn nói là thầy được chứ quý vị. Hoặc chẳng nói tôi đại diện cho khắc sĩ, đại diện cho Phật giáo Bắc Tông, Nam Tông vân vân. Nhưng mà không, bởi vì thời của Phật có một vị Bồ Tát cái hạnh cũng giống tương tựa như vậy đó. Tức là ngài học theo cái hạnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh. Tại sao gọi là Bồ Tát Thường Bất Khinh? Cái vị Bồ Tát này đi đến đâu đã là Bồ Tát rồi đó, mà gặp chúng ta đều cúi đầu ảnh lễ. Thưa ngài, tôi không dám khinh ngài, vì ngài trước sau sẽ thành Phật. Tại sao ngài nói câu đó? Bởi vì ngài tin Phật nói một câu thế này nè: nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy thì Phật thành được, chúng sanh thành được. Thánh với phàm chỉ một bản lai khác nhau, kẻ tỉnh người sai, chứ ai được cũng như ai đủ hình. Cho nên ngài tin cái chỗ là giữa ngài và mình đồng một bản thể, nhưng mà có người giác ngộ sớm và có người giác ngộ trễ, nhưng mà sớm muộn gì cũng đồng giác ngộ, nên gọi là bản thể, là Phật tánh, là đồng nhau. Đức thầy nói các chúng sanh đều có như ta. Bị vô minh vọng tưởng vậy ta nên quay lộn, ta bà có khổ, bởi vì Phật tiên thánh muôn loài giảng giặc cũng ở trong quả đất dựng gầy, siêu thăng nhẹ tách đường mây mà chồng lưng quá nghiệp càng gây thêm hoài. Nên chỗ này thì ngài lúc nào cũng khiêm nhượng, hạ mình chỉ xưng con. Và như vậy thì quý vị thấy là nó học theo hạnh Bồ Tát Thường Bất Khinh. Cho nên dù ai lớn ai nhỏ thì ngài vẫn nói là con thôi quý vị. Nhưng mà Phật tử lại khác nha. Phật tử kính trọng thì lúc nào cũng nói là thầy là sư, giảng đảnh lễ như thường. Cho nên không nhất thiết là phải nói mình là Thượng Đế, không nhất thiết phải nói mình là vô cực đại thiên tôn gì đó, hay là thầy, hay là cha lành, đó là khắp cõi, mà chỉ
xưng bằng tiếng con thôi mà nó lại gây cái thiện duyên, nó làm cho cái sự cảm xúc, cho nên có nhiều Phật tử đảnh lễ lại mà có bằng là khóc luôn. Mà tại sao khóc quý vị? Xin thưa quý vị, không phải làm màu đâu nghe, nhưng mà cái khóc này là cái cảm xúc, cảm xúc từ cái nội tâm, là vì mình quá quý mến, mình quá kính trọng cái vực chân tu đã xả thân vì chánh pháp, nó gợi nhớ là cái hình ảnh của Phật khi xưa, cho nên đánh thức được cái thiện tâm, đánh thức được thiện căn, cho nên khi mà đánh lễ mà người ta rơ lệ, người ta xúc động, và có nhiều người cứ bằng mình mẩy ốc nổi luôn, thì đó là quý vị thấy công nhận hay không? Cho nên chỗ này thì ngài đắp y mang bát, có nhiều người chấp cái bát, tại vì xưa nay các quý vị Phật tử Nam Tông, các quý sư chứ, xin lỗi, các quý sư Nam Tông có cái bát rất là đẹp. Nhưng mà cái bát là gì? Cái bát là cái việc mà để đựng đồ thôi, chứ nó không cố định là bằng cái gì hết. Cho nên ngày người ta cho cái nồi cơm điện nó bị lỗi rồi, bây giờ lấy cái đó làm cái bát, nó hay quá vậy. Vậy thì có nghĩa là cái bát là cái gì đó không phải là làm bằng đồng, bằng thau, hay là có hoa văn, có hoa sen vân vân, mà là cái gì để đựng đồ được gọi là cái bát. Rồi bây giờ cái y cũng vậy, trước đó thì ngày mai cái y nó giải lụng dụng màu lam màu này nọ, sau này có những cái Phật tử người ta bỏ những cái miếng vải màu vàng kết nập vô. Như vậy thì bây giờ nếu ai tu cái hạnh đó thì chúng ta nên khen và mình nên tán thán, chứ đâu có lý nào mà bài bác, đâu có lý nào chê. Chứ Đức Thầy nói nè, cũng bung sao lại phải bung, cũng bày ngơ ngác gọi tùng còn xa. Cho nên bây giờ nó có một cái sự là tự nhiên sư đi tu được nhiều Phật tử quý mến đi theo, thì có một số sư lại phản bác, rồi đó là bình luận trái chiều, để gần tu không đúng chánh pháp, tu hình thức, mang cái y với cái bát đó là tu ba trợn, tào lao. Thì cái này có phải là tự nhiên cái mình sân si không quý vị? Mà sư không bao giờ sân si đúng không? Sư cũng không nói là đại diện cho ai, sư cũng không bao giờ nói người này đúng người kia sai. Khi có nhiều người hỏi là sư tại sao là đi cái thực như thế này thì ai cho cái dạng cái đấy, thì sư nói không, sư ăn chay. Bây giờ cử nói nếu mà ta cho đồ mặn thì sao, thì sư nói sư ăn chay. Mà sư cũng không có phản bác những người là đi khất thực mà còn ăn mặn. Nó hay cái chỗ là không lấy cái việc mình làm để đả cái điều khác. Rồi bây giờ sư tu mà sư sống trong cái đó là nghĩa địa nhà quan gốc cây, sư những người tu ở chùa, cái tu đó mới là chánh pháp của quý vị. Không phải mình sống nơi nghĩa địa, nghĩa trang, nhà quan thì mình không kích thích ở chùa trong máy lạnh. Bởi vì mỗi người tu lỡ hành khác nhau. Nhưng mà đúng sai thì bây giờ là cô bác anh chị em cộng đồng mạng tự thấy, đúng quý vị, tự nhận xét. Thì chúng tôi mới cảm nhận rằng cái gương hạnh của sư Minh Tuệ đó là cái gương sáng đối với cái người xuất gia, và cũng như cái người tại gia cũng học theo đó, mà nên sanh cái tâm rất là quan hỷ. Và mình tu mình phát cái thiện tâm, thứ nhất là mình không có tham sân si, và cũng như mình hạ mình cung kính, mình đảnh lễ để mình sanh được cái phước đức đó. Cho nên vậy mà nó phải cái đó đó quý vị, còn cái gì thắc mắc nữa không? Dạ, con mà qua Phật tử người ta đó, cho nên một câu rất là hay. Bây giờ nếu như có ai đó hỏi vô ngã là gì, thì bây giờ mình cứ mượn theo kinh điển, mình nói vô ngã là không chấp giữa ta và người, đúng quý vị, mình không phân biệt giữa ta và người, tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Bởi vì ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì phải dẹp tấm lòng ích kỷ, tức là mình không có phân biệt giữa người và ta, ta và người, hay là giàu với nghèo, tốt và xấu, thì cái đó người dân tự thưa quý vị. Nhưng mà nếu trả lời như vậy thì rất là nhiều người trả lời được rồi. Bây giờ sư trả lời bằng cái nội tâm. Thứ nhất là ngài nói, dạ con thấy trong lòng an lạc thanh tịnh, con sống trong chánh niệm,
thì hoàn toàn đây là cái trạng thái bình đẳng. Cái bình đẳng là gì? Tức là bình đẳng ở đây tức là không có khởi cái tâm phân biệt. Và khi Ngài nói con nói chuyện, cái từ con này đã chứng minh được là Ngài đang sống trong cái sự là vô ngã. Lời nói, cử chỉ, hành động đã thể hiện chứng minh rồi. Chúng ta lại thích nói nhiều. Nói nhiều thì là văn tự thôi. Nhớ nghe quý vị. Cho nên cái ngộ, cái ngộ căn, cái ngộ pháp, cái ngộ tánh thì chúng ta nên nhìn vào cái hạnh tu của người đó. Và chỉ một ý niệm, một cử chỉ, một lời nói mà nếu mình nhận định được gọi là ngộ. Còn nếu như đem kinh điển ra mà giải thích thì đó là văn tự. Văn tự, cái này gọi là văn tự bát nhã nghe quý vị. Văn tự bát nhã giống như chúng tôi nói đây thì quý vị thấy không? Thao thao bất tiện. Bởi vì chúng tôi là cái người nghiên cứu, là cái người từng trải nghiệm, cái người từng học hỏi, cho nên quý vị cứ nói, cứ hỏi thì tôi trả lời. Bất cứ kinh điển nào chúng tôi chứng minh cũng được hết. Cho nên nói về vô ngã. À, cũng như khi Bồ Tát Đức Phật nói cho Nguyên Kim Cang, Tu Bồ Đề Nhược Bồ Tát nhân tướng ngã tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng tức phi Bồ Tát. Này ông Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát đi giáo hóa chúng sanh còn nằm trong tứ tướng là tướng người, tướng ta, tướng thọ giả, tướng chúng sanh thì không phải là Bồ Tát. Thì bây giờ có nhiều người cho rằng siêu minh tệ tức là cái vị Bồ Tát sống, cái vị Bồ Tát tại thế cho cuộc đời này, thì có đúng không quý vị? Chúng tôi thấy rằng đúng chứ không có sai quý vị. Bởi vì Ngài đang sống trong hành là vô ngã. Cho nên từ cử chỉ hành động thì Ngài hoàn toàn là một vị chân tu, một vị tu hành đức hạnh đức cao độ như vậy, được mọi người đó là hoan hỷ đón nhận. Thí dụ có nhiều người muốn lễ lại thì thầy cũng cho biết là chỉ gặp sư là phát tay chào là đủ rồi, nhưng mà do cái sự quá thành tâm thì quý vị cứ lại thôi, thì sư cứ tự nhiên thôi. Nếu bây giờ cứ mỗi lần gặp ai cũng nói đừng lại thì nó phiền sao quý vị? Cũng không có cái gì quan tâm lắm. Nếu quý vị thích lại cứ lại, nếu quý vị thấy vui, thấy an lạc cứ lại, sư nói mà. Nó hay một câu rất là tuyệt vời quý vị. Bởi vì quý vị lại mà quý vị thấy an lạc, thấy vui thì đó là chánh pháp. Thấy không? Còn á, quý vị lại ở đây cũng là lại cái bậc chân tu, là lại cái sắc tướng của người tu, là cũng giống như là sư minh tệ là tượng trưng cho chư tăng. Vì chúng ta lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Cho nên vậy mà bên nhà Phật có cái ba cái lại đó là lại Phật. Phật là đấng giác ngộ, Pháp là những cái sự chân chánh, mà Tăng là thanh tịnh. Vậy thì hôm nay chúng ta lại Ngài, mà Ngài nói nếu quý vị lại mà an lạc, vui đó, thì cứ lại. Bây giờ có nhiều người nói xin chụp hình đó, gọi là quay phim đăng lên nhân dân. Có làm phiền sư không? Chỉ nói nếu quý vị thấy an lạc, thấy vui thì cứ làm. Sư thấy cũng vui mà. Mà nếu sư thấy vui, mọi người thấy vui thì đó là chánh pháp, đó là an lạc. Cho nên cử chỉ hành động lời nói, sư cũng không đại diện cho một tổ chức, một nhóm hay là một tăng đoàn gì hết. Nên ai thích thì cứ đi theo, không thích thì cứ về. Sư không ép mà cũng không gầy, không xô, không đuổi. Có phải là bình đẳng không? Lời chánh pháp chẳng gì nhân ngã. Người nào đâu có Phật tánh là xem kệ này như ngọc như ngà, mà phải nảy nở như cơn mưa thuận hạp mùa tiết, giống kia bất lượng thải một mầm chỗ lá mới màu. Cho nên vậy mà sư minh tệ đã tu 6 pháp môn lục độ vạn hạnh của Bồ Tát, cho nên xứng đáng là một vị Bồ Tát tại thế. Bồ Tát ở đây là người có cái tâm từ bi hỷ xả. Bồ Tát ở đây là có cái lòng vị tha. Bồ Tát ở đây là có cái sức là kham nhẫn, cũng như Ngài tu cái hạnh là bố thí ba la mật. Cho nên có nhiều người thắc mắc nói, ủa chỗ nào Ngài bố thí đâu, vì Ngài đâu có tài sản tiền bạc gì mà gọi là bố thí. Xin thưa quý vị, chúng ta cứ nghĩ rằng bố thí là mình phải có tiền cho người khác mới gọi là bố thí. Bố thí nếu nói theo từ ngữ đó thì có ba cách. Một là tài thí là vật chất, thứ hai là pháp thí là những cái lời kinh tiếng kệ, những cái lời lành. Vô huyết thí tức là chúng ta không sợ hãi trước những cái cám dỗ hay là những cái cường quyền, hoặc giả là những cái sự chết chóc, và mình làm người ta không còn sợ thì gọi là vô huyết thí. Vậy thì hôm nay cái nghĩa của cái sự bố thí ba la mật là người đó không còn tham. Nếu như tu cái hạnh của Ngài Minh Tệ đó là không còn tham về vật chất, không còn tham về thế gian, không tham cái chùa, và cũng như chỗ ngủ không tham, chỉ có tam y nhất bát, cũng không chứa chấp
một cái tài sản gì, nhất là cái thời đại 4.0 này mà tu như vậy thì quả nhiên là nó gọi là cái hình ảnh, cái chánh pháp của Phật khi xưa, là ngài muốn nhắc nhở cho mọi người đó quý vị. Đó, cái này mới gọi là Phật giáo nguyên thủy này, chứ nguyên thủy là gì đó. Cho nên vì vậy mà ngài đã thể hiện được cái sự là không tham, thì gọi là bố thí ba la mật. Còn nhiều khi mình bố thí mà mình còn tham nghe. Bởi vì mình tham là gì? Mình cho mà mình mong cầu mình được phước báo, mình được sống lâu, con cháu mình được đỗ đạt, được giàu sang, hay là mình sanh về cõi trời vân vân, thì cái đó là cái pháp hữu gì, là cái tướng. Tuy là mình làm phước thì có phước đó. Đó. Bởi vì trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy ngày sau chẳng mắc. Cái nhân này là cái phước thế gian, mình sanh về cõi trời cõi người. Nếu ai đó mà làm phước hay là chúng ta bố thí là vì lòng từ bi, vì bổn phận, vì tình thương, không mong người ta đền đáp, ai khen cũng chẳng làm vui, ai chê cũng chẳng lấy chi làm buồn đó, giúp người đừng đợi trái ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng, thì cái này gọi là công đức. Thấy chưa? Cho nên vậy mà ngài đã bố thí ba la mật, bây giờ là bố thí rồi nhẫn nhục 6 năm qua đi, bị người ta chửi mắng, người ta sỉ nhục, có tay có chân không lo làm ăn mà đi xin, phải không quý vị? Có không? Hoặc giả là có những cái buổi đi xin là người ta không cho, là phải nhịn đói, có phải là kham nhẫn không? Rồi đến đó bị người ta đánh là cái bằng là chảy máu miệng luôn đó. Rồi mà ngài không quán hận là không là sân si, mà ngài còn thương người ta nữa, thì đó là gì? Là nhẫn nhục ba la mật. Cho nên người nhẫn nhục ba la mật phải có là phan dung nè, nhẫn nhục phải từ bi. Bây giờ chữ nhẫn nhục là gì? Là mình chịu đựng ngang, mà mình phan dung tức là mình tha thứ người ta luôn. Khi người ta khổ mình sẵn sàng giúp mới gọi là từ bi. Ta thường nên tập tánh phan dung, thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm, ngu sửng và nhẫn nhịn, đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người, tánh từng lương, vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thiết từ bi. Cho nên vậy mà ngài nhẫn nhục chi giới là gì? Đi đến đâu thì ngài vẫn giữ giới lực và khuyên Phật tử là nên giữ năm giới nè: không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Và ngài thọ thực chỉ là thọ thực thức ăn mà không bao giờ xin tiền. Từ trước tới giờ dù cho người ta biết ngài hay là không biết ngài, đi bình ơn hay là nhiều người, thì ngài vẫn giữ một mực trước sau như một, không thay đổi. Đó là, và ngài lúc nào cũng phiên mọi người là sống trong giới định huệ. Có phải là nhẫn nhục đó là bố thí, nhẫn nhục trì giới? Rồi bây giờ tinh tấn là gì? Là mạnh dạn lướt tới đức tin vững chắc. Tránh tinh tấn dầu thành hay bại, cứ một đường tín ngưỡng của mình, dầu cho ai phá gối đức tin, ta cũng cứ một đường đi tới. 6 năm là phát nguyện tam y nhất bát, ngủ nơi ngồi ở là Gò Mã, nghĩa trang, gốc cây, thì vẫn một mực dù cho ai lai có hay là không có, theo hay là không theo, kính hay là không kính, thì đức tin vẫn giữ một, đó là tinh tấn. Bây giờ thiền định là mỗi một đêm là ngồi thiền tới 10 tiếng đồng hồ, kiết dạ. Nam mô A Di Đà Phật, cái chuyện này hy hữu. Đến ngày hôm nay thì chưa có một vị sư nào mà mình nhìn thấy xuất hiện. Không biết có những vị sư ẩn trong núi trong non thì mình chưa biết, cái quý vị. Nếu hiện tại thì chưa có ai mà có thể ngồi kiết dạ xuyên suốt 10 tiếng đồng hồ mà ngày này tháng nọ, nơi đó là nghĩa trang, gốc cây, những cái buổi trưa nắng, mà nhất là quý vị cảm nhận được là chúng ta ngồi mình phải có bù đàm, có tọa cụ, còn ngày ngồi dưới xi măng dưới đất thì cái hơi nóng bằng điên nó bốc lên, khó chịu vô cùng, mà có thể kham nhẫn được như vậy thì đây là cái sự thiền định kiên cố. Có thể có người hỏi ngài có chứng tứ thiền chưa, thì ngài nói là ngài đang tập tu. Ngài có đạt cảnh giới là tiếp xúc có âm hay chưa, thì ngài nói là ngài là chưa đủ duyên. Đó, thôi bây giờ là tại sao phải nói gì quý vị? Nếu như hôm nay ngồi như vậy mà nó tu đạt tứ thiền, đạt được đó là tam muội, đạt được tức là nhất tâm bất loạn, thì cái người này gọi là phe phan tự đắc, là cái điều cấm kỵ của người tu. Đã tu hành đừng có bôn chôn, tưởng hay giỏi phe phan tài cán, người hiểu gành mới càng thêm chán, chi bằng ta bỏ lối chớ chiêu. Đó, như vậy thì khi mình ngồi một tiếng đồng hồ, thôi mà lòng mình còn an lạc tịnh, huống chi mà ngồi 10 tiếng kiết già mà có thể ngồi xuyên suốt bất động như giữa ngoài trời, giữa mưa bão đó là côn trùng muỗi đốt gắn gít, đó là ma quỷ, đó là âm dương gì cũng không bao giờ khiếp sợ, thì đây là cái thiền định này so sánh hiếm có người. Có phải định? Còn trí huệ là gì? Trí huệ ở đây là cái trí huệ tức là cái tận dụng
đáng lý người ta nói là ngày là chứng quả bắt đạo hay là ta muội tiếp xúc cõi âm xuất hành cõi trời về cái phương phối luật, nhưng mà ngài chỉ nói là ngài là cái người tập tu thôi. Mà quý vị thấy trên đời nào có cái người nào tập tu được gì chưa? Thế quý vị đừng có nói cái chuyện tập tu là thấp nghe, tùy theo người nghe. Tại vì người ta không muốn nói cao, hãy nhìn đi, hãy theo đi, hãy thấy đi đó. Cho nên từ cái chỗ này thì ngài khi mọi người là giữ năm giới, sống trong giới định huệ, sống trong chánh niệm, sống trong an lạc, sống trong cái sự yêu thương, thì đó là cái cốt lõi của giáo lý nhà Phật. Thế nên vậy mà nói tóm lại là bố thí nè, nhẫn nhục gì giới, tinh tấn thiền định trí huệ, đây là sáu chiếc thiền lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Thì hôm nay ngài sư Minh Tuệ đều đã có áp dụng hết đó, bao nhiêu đó thì mình cho đó là Bồ Tát sống đúng rồi. Bồ Tát có gì khó đâu quý vị, ai đó có cái lòng thương người, thấy ta nghèo thì thương, thấy ta khổ thì giúp, vô cho là trẻ mồ côi, người già neo đơn hay là trẻ em khuyết tật thì cũng đó là Bồ Tát thôi. Người mà nghĩ đến người khác cũng là Bồ Tát rồi. Bây giờ nếu mình làm quan mà mình nghĩ tới cái người dân, nghĩ tới cuộc sống người dân, làm sao cho người dân có cơm no áo ấm thì đó là Bồ Tát rồi. Bồ Tát đang làm quan. Nếu là một vị tổng thống, một vị vua mà lại nghĩ cho đất nước thì đó là Bồ Tát đang đóng vai đó là ông vua rồi. Thì bây giờ nếu một nhà tu mà lúc nào cũng nghĩ cho chúng sanh và lúc nào cũng muốn phát triển chính pháp thì đó là Bồ Tát đã thể hiện cái nhà tu rồi. Như vậy thì Bồ Tát là đa hạnh và Bồ Tát có mặt tức là khắp cả thế gian này, chứ không riêng là sư Minh Tuệ. Cho nên vậy mà khi nói sư Minh Tuệ là Bồ Tát, cái gì là Bồ Tát? Ông được cái gì? Ông học được mấy câu kinh? Ông sống trong đó là chánh niệm chưa? Ông thuyết pháp cho ta nghe chưa? Xin thưa quý vị, cái thuyết pháp ở đây không phải nói nhiều mà là cái hạnh tu, cái thực tế. Bởi vì nói nhiều quá có lúc nó mất cái hay, cũng chính vì cái nói nhiều quá, phát ngôn quá nhiều, những cái từ ngữ nó sai đi cái chân lý, cho nên cộng đồng mạng bây giờ người ta cũng mất lòng tin về chánh pháp rất là nhiều. Sẵn đây thì mình cũng xin nhắc lại luôn, ví dụ như bây giờ mình không thể nói cái chuyện nằm võng là bắt đầu là sao quý vị? Nằm võng là sao này tổ phước phải không? Sao nằm võng lớn phước được? Tôi đó giờ là ngày nào nằm võng không nghĩ phước đâu còn. Có thiệt quý vị là nếu nằm võng lớn phước thì tôi chả có phước nào hết, bởi vì ngày nào tôi cũng nằm võng. Nói thiệt bây giờ tôi nói tôi đi đúng không? Cái chuyện nằm võng tức là cái chuyện đó là cuộc sống cá nhân mà hình như nó chiếm tỷ lệ là 99.9%. Nó đâu có va chạm với ai, nó đâu xúc phạm ai, nó đâu làm cho ai khổ não, thấy quý vị. Còn bây giờ nói nữa nè, thí dụ bây giờ nó cao ok đi, xin thưa quý vị, ở đây đó thì nó đờ đạo liên quan với cạn chó nhờ. Bởi vì đờ không đạo là đờ vô liêm sĩ, mà đạo không đờ đạo biết vậy ai. Chúng ta cứ nói mình là đạo, mình là tu, mình là sư, mình là nhà Phật, mình bỏ cái chuyện đời thì làm sao mình độ được. Cho nên vậy mà lục tổ Huệ Năng nó nè, bỏ đờ tìm đạo chánh đó, sừng thỏ kiếm đâu ra. Bởi vì quý vị muốn phát triển cái giáo lý nhà Phật, quý vị muốn được thành công đắc quả thì cũng phải ở trong thế gian này nè, ở trong mọi người này nè, mà mình có thể giữ được lập trường. Ví dụ người ta thích ca hát, mình không ca thì mình tốt thôi, nhưng mà không phải người ta ca là người ta xấu, phải không quý vị? Bây giờ cuộc sống có đôi khi người ta xả chết, người ta hát lên vài câu để mà cho nó là bớt buồn hay là nó cho nó vui một chút, nhưng mà không có nghĩa là ta không tu. Ví dụ bây giờ người ta ca một bài hát, ví dụ bây giờ ca sĩ là không phải tu không được. Nếu nói gì tất cả nhớ là giới ca sĩ là không được theo Phật, không được tu hay sao? Không lẽ tất cả giới ca sĩ là kiếp sau là câm hết chân sao? Vậy thì xã hội này có lẽ là câm nhiều lắm quý vị, câm hết rồi. Mà tôi cũng câm luôn nữa, vì tôi tu chứ lâu lâu tôi cũng là hát lên một hai câu, nhưng mà mình không ca đời không có đạo. Xin thưa quý vị, vậy thì ở đây Đức Thầy ra đời ngài cho biết là những người ca sĩ cần phải tu. Bởi vì mình đem những cái lời hát của mình, có lúc mình phục vụ, mình ca những cái bài nói về cha mẹ, nói về từ bi, nói về hiếu thảo, nói về giác ngộ đó. Thầy nói là học đạo lý như đờn chúng điệu hòa bản gầu thì cứ làm theo đó.
lũ tam bành trong bụng còn đeo đòn lục tật, ta mau sớm dứt. À mày tớ gom chí cho tinh cho quyết dứt tâm trần, kiếm chữ sắc không Đức Di Đà Phật tổ ngóng trong trời sách chúng, tìm nơi dự khổ. Như vậy thì bá nha hiệp mặt đau đàn mà cử tử kỳ chỗ giọng khải hoàng bốn phương là lời ta khuyên nhủ như đời bá nha. Và đờn những câu tỉ mỉ gu hồn làm cho người giả ái bắt đầu mà cúi đầu trước quy Phật pháp. Như vậy thì cái người ca sĩ tu vẫn được, đến đổi cái người mà làm quan làm công làm chức làm tước đều có thể tu được. Giáo viên các sở các thầy hãy mau lĩnh ngộ mà tập gài lòng nhân. Vì cái tu là mình sửa tâm tánh bên trong chứ đâu có phải là cái chuyện nghề nghiệp của mình. Bác sĩ thì tu theo bác sĩ, giáo viên thì tu theo giáo viên, công chức thì tu theo công chức, công nhân thì tu theo công nhân. Bây giờ những người tại gia, cư sĩ làm ruộng thì tu theo cư sĩ làm ruộng. Mình tu theo cái nghề của mình, miễn mình giữ cái lập trường ngay thẳng, mình sống biết yêu thương, mình sống tin nhân quả, mình sống chánh pháp của Phật là mình tu rồi. Nên có những người ca sĩ mà người ta rất là thánh thiện. Cái chuyện ca là cái chuyện đó là cái duyên ca của người ta, cái phước của người ta. Ở đây mình nói tào lao thật sự ra đó, muốn làm ca sĩ đâu có dễ quý vị. Quý vị cứ ước cứ nguyện đi, phải tu phải là đọc kinh lực nhiều lắm đó mới được làm ca sĩ đó. Cho nên xin nói lại cái nhân mà có cái tiếng hát hay đó, có tiếng mà thanh thao đó, đời trước từng đã nói chánh pháp, từng tụng kinh rồi đó. Do cái phước báo đó cho nên cái tiếng mình nó thanh thao, nó làm cho cắt cái giọng lên, nhiều người nghe say mê, nhiều người nghe thấy nó mê ly chẳng hạn. Nhưng mà nếu mình có phước mà mình sống trong ánh sáng rồi mà mình biết tu, từ ánh sáng mình tiến vào ánh sáng, đừng lấy cái nghề nghiệp đó làm cái sự sống của mình mà mình quên đi cái gốc của mình là người đã có tu, từng tụng kinh, từng nói những lời hay, từng có nói là cái lời thiện. Cho nên vậy mà những người ca sĩ người ta là cái phước lớn lắm, thấy không? Không phải dễ, vừa hát hay mà vừa đẹp thì quý vị nghĩ là được mấy người, chứ đừng có phỉ báng chê bai thì quả nhiên là nó cháy nhân quả nhà Phật rồi. Nhân quả đâu nói cái này quý vị, nhân quả đáng khen mà đâu có chê. Đó, thí dụ như bây giờ nói mấy người đi du lịch mà sau này đó là bị cụt tay cụt chân hết trơn. Xin thưa quý vị, tôi nói càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời của thông của thầy nói. Đi một ngày đàn học một sàng khôn. Thế vậy mà chúng ta muốn mở mang, đôi lúc mình cũng cần đi nơi này nơi nọ, đi có điều kiện đi nước này nước nọ để mình thấy được cái thế giới người ta tiến bộ, con người sống cởi mở chứ không phải theo cái phong kiến rồi tối ngày cứ chấp lễ nghi không quá rồi ràng buộc con cháu. Mình không có tiến bộ, mình không mở mang. Thế nên có bài thơ là có nơi đâu đẹp tuyệt vời như sông như núi như người Việt Nam. Quý vị đi chưa? Nè, bầu trời ngắt đỉnh Hà Giang, tức là ngoài Hà Giang ngoài miền Bắc đó. Bây giờ Cà Mau mũi đất mở màn phù sa, nghe thấy không chưa? Bây giờ Trường Sơn thì chí lớn ông cha, tức là tới miền Trung rồi đó. Nè, Trường Sơn chí lớn ông cha, Củ Long lòng mẹ bao la, sáng ngờ tới miền Tây. Thấy không? Sông Củ Long đó, mặt người óng ánh tự hào là mình đấy nè. Dáng đi cũng thấp thoáng màu tự do. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam ta gọi tên người thiết tha. Cái bài thơ này là đang ca tụng về đất nước Việt Nam, có ba miền Nam, Trung, Bắc. Hà Giang tức là cái đỉnh cao ngoài miền Bắc, Trường Sơn miền Trung, Cà Mau là cuối mũi là đất nước chúng ta, của Long Giang là thuộc về miền Tây Nam Bộ. Mà nói về cái nét đẹp của người Việt Nam, mà có dịp mình đi ba miền Nam Trung Bắc để mình học hỏi về cái văn hóa, về cái phong tục, về cái đời sống, thì những người đi du lịch là những người có phước. Cái phước người ta lớn lắm. Vị thầy ca tụng là những người hữu phước mới giàu sang. Những người hữu phước là những người từng bố thí, những người từng làm điều thiện giúp người khác, có từng tu tập, thì bây giờ mới kiếp trước mở hồ bao bố thí nên kiếp này địa vị mới giàu sang. Người ta có tiền người ta mới đi đây đi đó, con người ta mới thảnh thơ. Cái người đi du lịch là cái người rất là thảnh thơ. Nhưng mà không phải đi du lịch là không biết tu. Bởi vì cái chuyện đi là một lẽ mà tu là tu, phải không quý vị? Bây giờ mình đi mình vẫn tu được vậy. Vì thì cái người đi du lịch không có tội tình gì hết á. Ai có điều kiện thì đi, ai không có điều kiện thì ở nhà, sau này mình có tiền thì mình đi, không đi xa được thì đi gần, chắc chắn. Như vậy thì có phải là cái chuyện đó nếu mà cứ quở người ta đi lịch là sau này cục tay cục giò vậy, có phải là quan ức không? Từ cái nhận định như vậy người ta mới khó chịu. Ủa tại sao quý sư lại đưa ra những cái chủ đề đó, rồi bây giờ lại mỗi lần làm cái gì thì bị gán cho cái tội, mỗi lần làm cái gì thì gán cho cái nghiệp,
Xin thưa quý vị, chính vì thế mà hình ảnh của sư Minh Tuệ xuất hiện thì làm cho người ta sáng bừng lên. À, đây là một bậc chân tu thật sự nè. Cái vị này mới thật sự là buông bỏ. Đến đó mà cho tiền cũng không nhận nè. Có gì chứng giả đến đại gia đó chấp nhận cúng dường 5 tỷ đi xe cái chùa sư có chỗ tu mà sư nó không. 5 tỷ vậy bây giờ cho 50 tỷ cũng vậy thôi. Bởi vì đã không cần cái chùa mà tỷ cái gì. Còn có nhiều người nghĩ rằng là nói vậy thôi chứ nhiều khi em nhận tiền đó. Rồi tôi hỏi cái gì là nhận tiền rồi đem theo làm cái gì? Dạ. Mà ăn chỉ có bữa nay không ăn tới ngày mai nè. Rồi tiền nhiều quá rồi tối ngủ gò mã ngủ những cái nơi khúc cây bị cái thằng hút chích xã hội đen nó giật một cái là còn tiêu mạng nữa. Mà nếu có cái 100 triệu thì mới vô ngân hàng chứ đâu quải kè kè được phải quý vị. Đó như vậy thì chúng ta thấy rồi những người có tiền nhiều ở trong nhà mình có tiền không dám để là vô ngân hàng gỡ. Thì nếu chừng nào mà gặp sư Minh Tuệ cái đi quẹo ngân hàng hoài là tức là chứng minh là nhận tiền rồi đó. Mà không có vô ngân hàng tức là không nhận tiền. Đó chúng ta nói dễ hiểu đúng không? Cho nên ở đây mình không tôi xin nói với quý vị. Ở đây là cương vị chúng tôi là bên Phật giáo Hảo. Chúng tôi là bên Phật giáo Hảo. Phật giáo Hảo là cùng một gốc với Phật Ca Mâu Ni. Ở bên Phật giáo Hảo tức là tu theo chánh pháp của Phật Ca Mâu Ni. Nhưng mà Đức Thầy chúng tôi ra đời ngày đó nè. Ta thừa dưng sắc lĩnh Thế Tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp, tỳ phong quá giang sanh phù hợp chấp quốc thần mà tả hết bổn kinh. Thì theo trình độ căn cơ mà Thầy ra đời đạo vô vi của Phật An Cần nói theo Chí Thích Ca, ngày trước ta là kẻ vô hình hữu ảnh ẩn sát phàm nhìn đạo Thích Ca, mà đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu có tìm kiếm cái không mới có. Cho nên vậy mà những cái sư nào tu hành chân chánh thầy dạy là nếu mà những vị đó có nói hay là dạy mình cũng phải nhân lời. Vậy thì mình nghe những cái vị nào mà chân tu, những vị tâm đạo, những bậc thánh tăng ăn những cái bài pháp hay mà đạo tu hành thì nó phải thầy nghe chứ không có chấp và cũng không có phân biệt à, bên này bên nọ bên kia, bởi vì chúng ta cùng một gốc với Phật. Cho nên người nào chấp tay, người nào niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật hay là Bổn Sư Thích Ca hoặc A Di Đà Quan Thế Âm Đại Thế Chí Văn Thù Sư Lợi Phổ Hiền Dược Sư Mặc Tông Lực Tông Quan Nghiêm Tông Thành Thật Tông Câu Xá Tông, đó nghĩa là cũng đồng là Phật thôi, cũng là một gốc thôi. Nhưng mà tùy theo căn cơ trình độ thì không cần phải đấu đá phân biệt. Thì hôm nay tôi thấy là cái hành sư Minh Tuệ mình đáng kính, đáng nể và coi như là đáng khâm phục, đáng học hỏi họ là học đòi theo. À, quý vị thấy chưa? Rồi kính thưa quý vị thì một cái buổi trao đổi về sư Minh Tuệ để nhận định một cái vị sư chân chánh trong cái thời kỳ hạ nguyên cũng là tấm gương sáng cho toàn thể cô bác chị em cùng chúng tôi để mà học hỏi, và nếu có dịp mình được gieo duyên thì cái đó đều rất là quý, quý không thể nghĩ bằng được. Chúc quý vị được an lạc và được sống trong chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật.